Mến chào quý khán giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình 12 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với Ban Nội chính Thành ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Nội chính, cùng dự có ông Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Ghi nhận những kết quả mà Ban Nội chính Thành ủy đạt được trong 7 tháng năm 2022. Đồng chí Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh đề nghị Ban Nội chính Thành ủy tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được giao, tiếp tục đổi mới công tác tham mưu xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị gửi đến Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, trong đó chủ động tham mưu đôn đốc nhắc nhở các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy liên quan đến công tác xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, không để chậm trễ kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên, gắn với quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức của ban, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy. Quận Cái Răng cũng vừa sơ kết công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực và công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ quận ủy Cái Răng kịp thời ban hành 14 văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác nội chính phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Đồng thời, quận cũng ban hành chương trình kiểm tra giám sát năm 2022 với 4 nội dung. Ủy ban kiểm tra quận ủy đã giám sát chuyên đề việc lãnh đạo chỉ đạo thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng tiêu cực, việc kê khai minh bạch tài sản đối với 2 chi bộ ngành và 1 đảng ủy phường. Công an quận tích cực phối hợp tăng cường tuần tra canh gác, kịp thời ngăn chặn và xử lý các loại tội phạm, trong đó xử lý 6 trường hợp vi phạm trên không gian mạng. Các khối nội chính tư pháp tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả. Sáng nay, Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ giám sát tiến độ triển khai thực hiện dự án tái định cư Ninh Kiều. Khu tái định cư Ninh Kiều có diện tích trên 9 hectare với 519 nền được đầu tư tại phường An Bình, quận Ninh Kiều. Dự án do Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư trên 460 tỷ đồng và thời gian thực hiện từ năm 2019 tới 2023. Dự án có 325 hộ bị ảnh hưởng, đến nay đã chi trả tiền bồi thường hỗ trợ được 129 hộ với số tiền trên 186 tỷ đồng, còn 189 hộ chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Đến nay, quận đã bàn giao mặt bằng 89 hộ với diện tích 3,8 hectare, đạt 42% diện tích đang triển khai thi công. Hiện tại, dự án gặp một số khó khăn vướng mắc như quận chưa có quỹ nền tái định cư sẵn có để bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Một số hộ dân không hợp tác cung cấp hồ sơ cũng như không đồng ý nhận tiền. Việc chậm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của công trình. Ngày 1 tháng 8, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ và quận Ô Môn có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm tại phường Trường Lạc. Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri nghe đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp báo cáo kết quả kỳ họp giữa năm và kết quả trả lời ý kiến của cử tri nêu lên tại kỳ tiếp xúc trước. Dịp này, cử tri phường Trường Lạc kiến nghị xoay quanh các vấn đề như cần nâng cấp tuyến đường Ô Môn Xà No và những cầu đã xuống cấp hư hỏng, khảo sát đặt tên cầu theo tên những nhân vật lịch sử, anh hùng liệt sĩ có công tại tuyến đường đập đá Mương Bông, sớm bồi hoàn cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường tỉnh 922. Một số cử tri còn kiến nghị ngành chức năng cần định hướng sản xuất nông nghiệp cho người dân, tránh tình trạng được mùa mất giá, không có đầu ra cho nông sản. Các ý kiến của cử tri được đoàn tiếp thu giải trình, những ý kiến vượt thẩm quyền sẽ gửi về trên xem xét, giải quyết. Thưa quý khán giả, công tác xây dựng trường học đạt chuẩn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và cấp thiết của thành phố nói chung và quận Thốt Nốt nói riêng nhằm tạo ra môi trường đạt chuẩn để nâng cao chất lượng dạy và học. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho thấy, tiến độ xây dựng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Tân Lộc ở khu vực Phước Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt vẫn rất ì ạch. Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Tân Lộc thuộc khu vực Phước Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình từ năm 2021 đến năm 2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, từ năm 2021 cho đến nay, dự án chỉ mới tiến hành khoan thăm dò địa chất, khiến cho thầy, trò và bà con nơi đây băn khoăn, lo lắng vì hiện giờ trường đã xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Từ đó thì không sửa chữa,
thì xuống cấp rất nghiêm trọng. Thành ra bây giờ cái dãy cấp 1 đưa qua thì nó quá hẹp, thành ra mình thử quay mà học tập không được. Theo tôi thấy đó là về cái điều kiện cơ sở vật chất đó là nó cũng không có đáp ứng đủ cái yêu cầu học tập của học sinh. Số lượng học sinh trên lớp thì đông, rồi bàn thì nó nhỏ, vậy đó là bắt nó lên cao là nó đụng tới bàn giáo viên, cho nên là về cái phòng học đó là nó không đủ diện tích so với cái số học sinh theo cái lớp quy định. Hiện nay trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Tân Lộc có tổng diện tích là 8.863 m2, gồm 9 phòng chức năng, 25 phòng học kiên cố và bán kiên cố, đáp ứng nhu cầu học tập cho 1.617 em học sinh trong năm 2021-2022. Dự kiến năm học 2022-2023, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Tân Lộc sẽ tuyển sinh 1.680 em học sinh cho hai cấp học. Đối với hiện trạng của trường cấp 2-3 Tân Lộc hiện tại á, thì nhìn chung thì đã xuống cấp, nói chung là tường cũng đã bong tróc, rồi các cái mái tôn thì cũng đã cũ và mưa thì cũng có dột. Về góc độ ban dân phường mà nhận thấy á, thì cái quá trình triển khai nó rất là chậm. Kiến nghị về ban quản lý dự án rồi chủ đầu tư công trình thì đẩy nhanh cái tiến độ để kịp đưa cái mái trường mới, tạo cái điều kiện thuận lợi tốt nhất để các em học tập trong thời gian tới. Mong rằng chủ đầu tư dự án cùng các cơ quan chức năng sớm triển khai xây dựng công trình trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Tân Lộc theo như quyết định được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, nhằm đảm bảo tốt cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn phục vụ cho việc dạy và học của trường, giảm bớt tình trạng quá tải hiện nay, để trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia, phục vụ theo chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Sáng nay, nhân chuyến về thành phố Cần Thơ dự giao lưu giữa các doanh nghiệp nông nghiệp có xuất nhập khẩu nông thủy hải sản giữa Australia và Việt Nam. Bà Sarut Hopper, Tổng lãnh sự Australia tại thành phố Hồ Chí Minh cùng với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đến thăm hợp tác xã làng nghề Cờ Đỏ. Hợp tác xã làng nghề Cờ Đỏ được thành lập năm 2019, tiền thân là tổ hợp tác Đan Đác ấp Thới Quà B, thị trấn Cờ Đỏ. Hợp tác xã hiện có 38 thành viên. Ngành nghề hoạt động là đan gia công các sản phẩm từ cây lục bình. Thị trường tiêu thụ là các siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh và một phần được xuất khẩu sang thị trường Đức, Pháp thông qua hợp tác xã Kim Hưng. Hiện nay, mức thu nhập của các thành viên trong hợp tác xã khoảng 3 tới 5 triệu đồng một người một tháng. Bà Sarut Hopper, Tổng lãnh sự Australia tại thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá cao tính thẩm mỹ và thân thiện với môi trường của sản phẩm lục bình, hy vọng sẽ có cơ hội kết nối tạo đầu ra cho sản phẩm của hợp tác xã, góp phần tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho chị em phụ nữ địa phương. Quận Thốt Nốt vừa triển khai nhiệm vụ diễn tập phòng thủ khu vực cấp quận năm 2022. Ông Trịnh Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt đến dự. Để cuộc diễn tập diễn ra thành công, ông Trịnh Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị diễn tập, xây dựng kế hoạch, chương trình và các văn kiện, tổ chức lực lượng đảm bảo cơ sở vật chất bãi tập. Ban chỉ huy quân sự quận tập trung hướng dẫn chỉ đạo các phường xây dựng kế hoạch, phương án diễn tập phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Các ủy đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể phường tích cực phối hợp tổ chức diễn tập đảm bảo theo đúng mục đích, yêu cầu an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cao. Theo dự kiến, cuộc diễn tập phòng thủ khu vực ở Thốt Nốt sẽ bắt đầu trong tháng 9 năm nay. Bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy, trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quận, vừa chủ trì cuộc họp triển khai ý định nội dung diễn tập thực binh xử lý tình huống A2 trong diễn tập khu vực phòng thủ quận năm 2022. Theo kế hoạch, diễn tập khu vực phòng thủ quận Bình Thủy sẽ diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 8, được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3 thực hành tác chiến phòng thủ. Về xử lý tình huống A2, xử lý tình huống tổ chức phản động người Việt lưu vong, kích động nhân dân khiếu kiện đất đai, bắt người, gây bạo loạn tại Ủy ban nhân dân quận B. Mới đây, chi bộ điều lệnh quân sự võ thuật văn thể thuộc Đảng bộ Công an thành phố Cần Thơ tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2025.
Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành chi bộ đã lãnh đạo chi bộ thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác điều lệnh quân sự võ thuật, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, công tác xây dựng chi bộ đơn vị, công tác phát triển đảng viên mới, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ. Chi bộ cũng đã tham mưu cho đảng ủy, lãnh đạo công an thành phố tổ chức thành công hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật bản thi số 8 do Bộ Công an tổ chức tại thành phố Cần Thơ, tổ chức 246 lượt kiểm tra việc chấp hành điều lệnh tại 475 đơn vị, nhắc nhở 60 trường hợp vi phạm về trật tự nội vụ, mở 7 lớp tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật cho hơn 700 cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương tham gia. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đại hội đã bầu đồng chí Trần Việt Cường làm bí thư chi bộ và đồng chí Lê Hữu Tân, phó bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025. Sáng nay, Trường Chính trị phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng công tác dân vận năm 2022. Đồng chí Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, lãnh đạo các ban xây dựng đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đến dự. Trong thời gian 3 ngày, các học viên là cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở được học tập các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, các chủ trương, nghị quyết của đảng về công tác dân vận tham gia xử lý điểm nóng về chính trị xã hội trên địa bàn, tình hình tôn giáo và một số vấn đề cần quan tâm, công tác dân vận của chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thông tin tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19, bệnh đậu mùa khỉ, hướng dẫn chăm sóc điều trị bệnh nhân giai đoạn hậu COVID, các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả trong kiểm soát dịch bệnh. Hôm qua, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn công tác khám nghiệm hiện trường năm 2022. Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 1 tháng 8 tới ngày 31 tháng 8 năm 2022, có gần 100 cán bộ làm công tác điều tra của các đơn vị cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng kỹ thuật hình sự cấp quận huyện và công an xã nơi bố trí chính quy tham gia, được truyền đạt các nội dung về những vấn đề cơ bản về công tác kỹ thuật hình sự, công tác bảo vệ hiện trường, dấu vết hình sự, những vấn đề lý luận về ghi hình và công tác khám nghiệm hiện trường về các vụ trộm cắp tài sản, tai nạn giao thông, hiện trường cháy nổ và hiện trường có người chết, thực hành ghi hình hình sự, pháp y hình sự và khám nghiệm một số hiện trường cụ thể. Mới đây, đoàn phường An Thới, quận Bình Thủy phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình tuyên truyền giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh thiếu nhi sinh hoạt hè tại địa phương năm 2022. Tại đây, các em được phổ biến kiến thức về luật giao thông, hành vi và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông, các biện pháp nhận biết, chăm sóc sức khỏe và kỹ năng phòng tránh, bạo hành, xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Tại đây, các em học sinh còn tham gia đố dư có thưởng, nội dung xoay quanh các vấn đề được tuyên truyền. Dịp này, công ty Honda Hồng Đức đã trao tặng 20 nón bảo hiểm cho các em học sinh của trường tiểu học An Thới 1 và trung học cơ sở An Thới. Đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình 12 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.